Những đối thủ đáng gờm của Thu Vinh ở chung kết 25m súng ngắn thể thao. Ở chung kết nội dung súng ngắn thể thao nữ diễn ra vào 14h30 phút hôm nay ngày 3 tháng 8, Trịnh Thu Vinh phải đối đầu với 7 xạ thủ hàng đầu thế giới. Theo đó, vận động viên người Hungary Veronika Meyer, sinh năm 1997 đang xuất sắc đứng vị trí thứ nhất với 592 điểm ở vòng loại nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ và được cho là ứng viên sáng giá giành huy chương vàng năm nay. Gần đây nhất, vào tháng 9 năm ngoái, Meyer cũng đã giành chức vô địch quốc gia Hungary ở nội dung 25m súng ngắn thể thao. Manu Baker cũng được xem là đối thủ đáng gờm của Trịnh Thu Vinh, giành vị trí thứ hai ở vòng loại với 590 điểm. Trước đó, xạ thủ sinh năm 2002 đã giành được 2 huy chương đồng cho đội tuyển bắn súng Ấn Độ ở Thế vận hội năm nay. Hania Rostamian, xạ thủ người Iran cũng xếp trên Trịnh Thu Vinh với 588 điểm. Kathleen Morgan Abeon được cho là ẩn số tại Thế vận hội năm nay. Thành tích nổi bật của nữ vận động viên 23 tuổi là huy chương vàng giải vô địch bắn súng châu Mỹ năm 2022 ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Jang Jin, vận động viên đến từ Hàn Quốc lập kỷ lục thế giới với 41 lần bắn trúng hồng tâm, phá vỡ kỷ lục cũ của xạ thủ người Hungary Meyer thiết lập tại giải vô địch bắn súng thế giới diễn ra ở New Delhi năm 2019. Chao Nan là một trong 14 xạ thủ của đoàn thể thao Trung Quốc tham dự các nội dung bắn súng. Thành tích nổi bật nhất của vận động viên 20 tuổi là giành huy chương bạc nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ ở giải vô địch bắn súng thế giới 2024. Kamil Jezrewski là xạ thủ người Pháp chuyên về nội dung 10m súng ngắn hơi và 25m súng ngắn hơi nữ. Gần đây tại Đại hội Thể thao châu Âu 2023, cô đã giành được huy chương bạc cá nhân ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, cũng như huy chương bạc ở nội dung 25m súng ngắn hỗn hợp đồng đội.